thủy con, sao con có nút ruồi son bên lòng bàn tay mặt giống như... Hà Thủy, có phải người đàn bà này vừa tới ở mướn để săn sóc cho con đó không con? Phải, cô Dung đã tới chờ cha. Cô Dung? Kìa, sao gia chủ ngạc nhiên khi nghe nói đến tên tôi? Tôi có quen với một cô gái tên Dung, nhưng đã lâu lắm rồi. Sao gia chủ không quay mặt ra khi nói chuyện? Vì tôi cần nhìn di ảnh trước mặt tôi. Di ảnh của phu nhân đã chết. Chết? Nó không chết thành hài thái xác, mà nó chết nghĩa thương chồng và tình mẹ thương con. Đã 2 năm rồi nó phụ tình đi, để ta sống cô đơn dời chuỗi ngày buồn con. Nhưng tại sao bà lại nỡ phụ phàng khi nơi đây thừa thái bạc vàng và gia chủ vẫn chung tình, đã sanh thành một đứa con. Chắc nó hết yêu nên phản phúc, hiểu chi tâm địa ta đau đớn nhục nhằn, không dám nhìn thấy nhau. Ông khổ đau nhưng tiền muôn bạc vàng vẫn còn nhiều an ủi hơn. Riêng đời tôi cũng đồng chung số phận, lại nghèo tiền đôi con. Nàng cũng bị tình phủ ba. Vâng, hồi ấy họ yêu tôi rồi bỏ tôi tìm vợ khác khi tôi đã có con. Nhưng tôi đã bị anh tôi bắt buộc phải bán con, và giờ đây con tôi bị tích. Nàng là người như thế nào mà cũng có chuyện buồn như vậy? À, kìa, sao vừa thoáng thấy mặt ta mà nàng la quảng? Hay là nàng kinh hãi vì gương mặt bị tàn phá gớm ghê này, phải không? Dạ, dạ bẩm gia chủ. Thôi, cử chỉ kia đã cho ta biết lòng dạ của mình. Nàng gớm ghê kinh sợ khi tận tường mặt ta như ác quỷ ma vương. Dạ, đó là tại tôi bất thần kinh ngã, còn vội vàng chạy đi là theo cháu thi ra sân. Thôi, ta đã hiểu muộn và nếm trải bao năm, chắc tại sắc diện này nên giờ ta mới lang tâm. Được biết rõ nguyên nhân nên ta thù sắc đẹp vậy, nàng mau mau ra khỏi cổng nhà ta. Kìa, gia chủ đuổi tôi. Đi đi đừng nói nữa. Dừng, tôi đi. Cô Dung, sao cô Dung khóc? Cô Dung, cô khóc gì sợ xa cháu Thùy, mà hoàn cảnh hiện thời bắt buộc phải chia ly, nên cô nghẹn ngào tuôn rơi nước mắt, không thể nói gì nên buông ra tiếng khóc. Rồi sẽ âm thầm từ biệt nơi đây. Những duyên cớ làm sao đến đôi phải ra đi, cô bỏ tuy một mình. Cô thương Thủy lắm, nhưng bởi lỗi lầm nên gia chủ không tha. Thôi cô đi, cô. Bẩm gia chủ, việc gì chú Bình Bồng và cô Dung vừa ra khỏi cổng nhà thì bị kẻ lạ mặt rình rập bắt dẫn đi, và còn để lại thơ này.
với ba lạng vàng. Xin nhờ gia chủ xem qua, chắc bọn cướp chuyên môn báo người. Xin gia chủ kịp thời giải cứu. Giải cứu nàng một kẻ khinh ta, không bao giờ ông hãy lui ra. Nếu không chịu cứu thì xem thơ cho rõ ràng. Đọc ta nghe. Ta lãnh chúa Thợ Hắc Nô đi tìm mua gái đẹp và đã bắt được nàng. Vậy xin gửi chủ ông ba thoi vàng gọi là trả vốn Hắc Nô Vương. Mặc kệ, ta khỏi bận tâm. Trung Hà Vũ có ở nhà không? Kìa Diệu Hằng, sau 10 năm bỏ nhà bỏ con, nay lại trở về đoàn tụ. Tôi không con và trở về đây là để bắt ông mẫu tim làm thuốc Diêm Đạt ý định. Xin dân. Kìa Diêm Đạt. Phải, mày còn nhớ tao? Thằng Thợ Đá nghèo nàn sống lẫn lúc quẩn quanh bên sườn núi. Gia sản tao chỉ có một túp liều tiêu dẻo cùng đứa em gái nhỏ quê mùa Trác Quyền Dung. Phải, mày dụ dỗ em tao vào ân ái, rồi chinh chiến nổi lên mày đi đâu không giả biệt, để lại cho em tao một giọt máu quan thiên mang nặng ở bên lòng. Trời, nàng đã có con mà tôi đâu hay biết, bởi mày đùa cợt bước qua đâu cần trách nhìn. Bỏ mặt gái dạy cờ nuôi đứa trẻ không cha, còn mày thì lên đường tìm bá vinh quang. Trời ơi, 10 năm đang đắng, tôi đâu ngờ con đứa còn thơ mà nàng lo nuôi dưỡng trong cảnh đời tàn ngập gió mưa. Mày còn biết chi khi đã có Diệu Hằng sẽ tan. Thôi, ai đã đến lúc trả thù gì phải nói nữa, nói lại dẹp đi và thổi lửa đốt nha. Chú Bồng ơi, chú Bồng, nhà cháy rồi, chú đâu? Thủy ơi, Thủy. Ê, đứng lại, đi đâu mà tất thả như vậy? Kìa, chú là cai ngục cùng binh vừa đốt nhà xong. À, mày cả gan dám đốt cháy căn nhà tao rồi bắt chủ tao luôn. Mày lại cho cháu tao chạy nhào lăn. Đừng nóng giận, đây là nga thượng lĩnh, tao phải nga thi hành chứ có gì làm rùm. Nhưng chú phải chỉ cháu tôi đâu thì kiếm nó mà hỏi mày. Đừng có nói giọng tâm hậm, nếu hỏi được nó thì ai cần cái bản mặt đốt nhà của mày. Ê, đừng nha, tao là thứ lớn, đừng có nói bản mặt này bản mặt nọ nha bạn. Không cho nói bản mặt, không lẽ tao nói bản đen hay là bản cấm đổ rác tại đây? Tao bẻ hỏng mày. Cái ngục quần binh đâu? Dạ. Mở ngục, đem tên tù Hà Vũ cho ta mổ lấy tim chữa bệnh Yến Nga, người yêu ta. Dạ, bà Yến Nga là người yêu, còn phu nhân Diệu Hằng là ai vậy ngài thống trấn? Bảo cầm và mở ngục. Xin dân, mời ông nội tù ra đây làm án nha. Hà Vũ, ngươi có biết ta? Tên tổng trấn Thiết Mạnh Hoài cướp Diệu Hằng vợ ta. Và giờ đây cướp luôn mạng sống của mi để lấy tim làm thuốc. Quân, y lệnh. Không, của tôi là Yến Nga, một nhân tình của Thiết Mạnh Hoài. Tôi tàn dung nhan nên tên ấy đã đổi tài duyên. Xin đừng sát nhân dung giết người cùng cánh. Nếu không tôi thề ra tay tự sát dù rành đời hồng nhan. Khoan, Yến Nga đừng quá vì một kẻ không quen mà vùi chôn qua mộng tuổi xuân. Tôi đã lắng nghe từ tiếng nói nghẹn ngào
của một xu nữ xa vào cầm bẫy để biết đời toàn giả dối mà thôi. Kẻ hao sắc người tham quyền dị gái cất tình thì trái bẻ quá tươi. Để rốt cuộc rồi ai cũng như ai chứ không tìm thấy được chân trời nào đầy hương thơm hạnh phúc. Tại cầu kia biết gì mà xen vào chuyện yến nga? Có lẽ chỉ có kẻ chung cảnh ngộ mới hiểu nhau qua cảnh ngộ. Nếu nàng từng ban sách đổi về danh lời thì tôi đem tối xuân mà mua sẽ cuộc quen tình. Đại nàng bị rẻ kinh tôi hằng suốt đời mình. Chỉ có những kẻ chủ mưu cầm tham vọng thì hiện thời còn đắc thắng kéo gian. Nhưng rồi đến lúc dây quan tái cũng trói hoàng vào ngục khổ đau. Xoay dần kẻ trước người sau, lần hồi đến họ qua cầu tan thương. Mì nói láo, bay đầu. Dạ theo ủng hộ bao thị ơi. Thôi, nể luôn là góc tối kia mà nguyền rủa, còn ta chỉ có tìm thêm lạc thú với nhan sắc ban đầu của người đẹp yên ngang. Phải vì tham vọng tìm lạc thú cho nên ông định giết người đi tướng bình tiên. Ông hy vọng được con mắt đóa hoa thôn càng tươi đẹp hơn thời xuân sắc cũ. Chớ ông không thương gì hiện tại của tôi. Thôi tôi đã hiểu qua ông rất nhiều bài học khó và tự nhận mình có tham vọng cũng như ông. Thôi nào tôi toàn diện sắc hương thì ông chịu chuộng ông yêu sủng ai và tôi thả lòng mơ cứ chuyện lớn chắc. Đến khi qua tấm tiêu tan thì tôi khóc thầm còn ông đổi tiền. Thôi từ giả ông tôi đi. Khoan yên nga. Thật là điếu, hắn đã trang chê ta nên muốn lợi dụng ta để cứu nhan sắc cho tình nhân cũ. Đời toàn là lợi dụng mà phu nhân. Bù binh. Dạ. Mở ngực thả Hà Vũ. Xin dân Hà Vũ. Diệu Hằng thả tôi. Tôi với anh đã hết thì đừng hiểu thêm hành động cuối cùng này. Nghĩa là nào? Anh hai đi trở về nền đất cũ, dựng chòi lên mà mơ chuyện mười năm. Chuyện mười năm. Mười năm xưa cũng vào đổ đầu xuân, có mai nở vàng trên tuyết trắng. Mùa xuân ấy không mưa không có nắng, vậy mà có một người thiếu phụ bỏ ra đi tìm ác mộng cuối chân trời. Nó dừng dừng như bụi lốt bụi đời, không liên tiếp chút gì xưa cũ khi nón cho linh hồn mang cánh mộng diễn du. Trải bốn mùa xuân hạ thu đông, nó không thấy có mùa nào tươi đẹp cả, mà có lẽ nó muốn đứng lên đầu vũ trụ để dùng quyền quy mà thân trị muôn loài. Thôi, tôi cảm ơn nàng và xin giả biệt. Diệu Hằng phu nhân đâu? Kìa phu nhân. Dạ bẩm tổng trấn, người đi đó không phải là phu nhân mà là vợ em. Vợ mi, lên hồi nào? Dạ nó mới vừa lên tới nơi đây cùng với chị nó là mỹ duyên con hầu. Dạ tía con sợ quá nên hên xin tổng trấn tha cho một lần. Ủa con này con của Nga đứa nào sao thình lình xưng đại là con tao? Tại con thiếu chí nên nhận ông đỡ đầu.
tao không biết ở đâu. Hay là mày dò thăm hết nô? Dạ con hổng có, xin quan tha giùm. Bùng binh vào ngục lô đầu Hà Vũ cho tao chửi chém. Mau! Xin dân. Kìa Hà Vũ, sao đội khăn giấu mặt? Chém đầu! Dạ khoan, xin đao phủ đừng giết quan người vô tội đã từng bao phen tận tụy giữ lao tù. Kìa Bùng binh! Hạ Vũ ra đi tâm dạng mịt mù. Lúc tể tương quan về dương phủ thì chắc thằng này đây cũng thừa dịp giông luôn. Nãy giờ chạy kim tư tung mà em không thấy bông hồng nó ở đâu. Vết tường chắc chắn biết bao, em nghĩ là nó có phép cao tàn hình. Mày giữ ngục thì ai vào đây thả nó hả? Dạ. Ai thả nó? Dạ. Ê! Dạ ai thả nó thì em không biết, chứ riêng em thì không có tội tình gì. Chỉ từ giờ dẫu sang qua giờ tí em thề em không có bước ra khỏi chỗ này. Con ruồi con muỗi nó bay, em còn thấy được muốn gì thằng kia. Thằng lằn chắc lưỡi canh khuya, em nghe từ tiếng tỉ tê náo lòng. Ai mà động kiêu thua mùng cũng không có qua được tay thần của em. Vậy mà nó rút mà đi em nghĩ tệ tướng bắt lầm con mang. Khi vui nó hiện người ta, khi buồn thì nó lại bay ra khỏi tùng. Hà Thủy đâu? Hà Thủy? Ai gọi Hà Thủy? Có ta là cha của nó trở lại đây. Ai gọi con ta? Ta. Mi là một nam nhân theo bọn Hắc Nô, mi muốn cướp con ta chăng? Đúng. Giữ mình. Đừng. Ta đến đây là muốn tìm đứa trẻ, nên chỉ có mang theo một thứ võ trang bằng ý chí và tình thương, chứ không định giết ai. Nhưng đến khi gặp kẻ đối đầu thì ta cũng có muôn ngàn mũi tên từ bắn tới bay ra. Nghĩa là bọn mày đã âm thầm mai phục để bảo vệ thân mày. Nhưng ta lại muốn quay về được yên là chỉ trẻ thơ kia. Đứa bé kia ta không thấy mặt, nhưng mà gặp ta đừng kiếm nữa phí công. Nghĩa là người quyết định cá nhân và chém bay đầu cả bọn giả mang. Bao năm quấy động chiến dùng núi lạnh, mở rộng đất đai chuyện gây rối loạn buôn người và cướp giật. Hả? Ta buôn người còn có lương tâm hơn kẻ bỏ con. Như một chàng trai võ tướng tên Trung Hà Vũ. Trung Hà Vũ? Thật là một kẻ bạc tình, một tên khốn nạn. Có lẽ nó đi đã tạo được mối tâm duyên. Mà đâu biết rằng trong khi đó Trác Huyền Dung đi thất thiểu mười phương tìm lẽ sông. Trời ơi! Và mỗi lúc nhìn hoàng hôn xuống chậm, nàng bưng khuâng ngơ ngẩn lệ tuôn tràn. Không biết nàng khóc cho thân hay tuổi phận lỡ làng. Nếu ai hỏi thì nàng lau nước mắt và trả lời: tôi khóc cho con tôi. Tôi sanh chưa đến 12 tháng, hoàn cảnh buộc rằng phải bán con. Trời ơi, có ai đâu tàn nhẫn bất nhân, đem giọt máu mình mà bán ra cho kẻ khác. Thank you.
tội ai đây? Do mẹ hay do cha? Tội của ai? Chắc quyền Dung chưa một lần nào nhắc tới, mà tôi chỉ thấy nàng chấp tay khấn nguyện lúc đêm về, rồi nằm ở đất ăn chay để nuôi dưỡng lời thề. Nàng nhất quyết trọn đời ở dây và cầu Phật trời cho con trẻ lớn khôn. Sau này nếu mẹ không kiên gặp thì nó cũng còn được gặp cha. Mẹ giàu đau khổ tới già, cha con đoàn tụ đó là mẹ vui. Trời chuyện đơn đau như cắt tim xé ruột, tôi gian anh đừng nói mưa cho tôi nghe. Nhưng tại sao anh chẳng dám nghe? Vì tôi là bạn của kẻ bạc tình mang cái tên Trung Hà Vũ, và tôi cũng được người trao tâm sự đắng cay kia. Và chính tôi là kẻ đã nuôi dưỡng đứa trẻ thơ mà không biết đó là con của bạn. Mười năm qua mười năm dài đắng đặng, tôi nuôi đứa trẻ kia như là con đẻ con sanh. Nhưng giờ đây nó đã đi quang khi gia sản nhà tôi tan nát, rồi biết tìm đâu một đứa con thất lạc đang nổi trôi phiêu bạc vô phương cầu. Thế là đứa trẻ ấy đã ra đi, thôi kêu từ ông. Khoan, người kia. Hà Vũ, mi trở lại đây và chuyện trò gì với tên giặc Phát Nô? Thiết Mạnh Hoàng. Câm. Dạ. Gì? Có lệnh quả tóc của triều đình. Vạn vạn tuế. Cẩm vừa được Diệu Hằng tố cáo Thiết Mạnh Hoài bất tài mà âm mưu ém nhẹm và toan sát hại tướng tài Hà Vũ, nay chỉ phán tức khắc phục chức cho Hà Vũ làm thái thú chức trị tiên phong để trừ giặc Hắc Nô. Vậy tổng trấn lập tức trao trọn quyền binh nhung cho Hà Vũ. Nay chiếu lệnh. Rồi. Vạn vạn tuế. Chào chúa Động Bạch Cầu. Xin mời cô trác bước lên ngôi cẩm thạch cho các em hầu giúp lại xin y. Cẩm bể này là ngôi của đại vương, sau một tháng chưa thấy ai ngự tòa. Lúc cô trác còn nói tôi giấc giả thì cẩm bể này tôi thường nhặt bước lên. Nhưng sau từ khi tôi bị người bắt đưa vào động tuyết băng sơn thì cẩm bể lại quá ra hiu quạnh. Vì kinh nhường và nể trọng chờ người trên ngự tỏa cẩm ngay này. Nhưng người trên đâu phải là tôi thì tôi đâu dám làm điều thất lệ. Dạ không, xin cô trác cứ tự nhiên an tỏa để cho các em kia vuốt lại nếp mì mềm đang ấp ủ thần qua như một nốt sườn xa phủ lên thân liễu gầy và chảy cho tóc mây bóng lại vì đường xa vương bụi. Sau một tiếng cãi nằm càng tìm tè thơ trên kinh thần mà tôi rất lạ lùng cho một con tương thức như chúa Đồng Bạch Cầu. Từ khi tôi bị bắt, đáng lẽ tôi bị hành hung hay giết chết, nhưng người trái lại còn lo dân thi tìm con đó. Dạ ý nguyện kẻ này là giúp đỡ cho cô được rơi bớt ưu tư dầu bao hiểm nguy không ngại. Vì tôi biết cô khi còn trẻ dại đi theo anh tìm đá củi. Thế đó anh cũng biết tôi từ khi tôi lạc loài. Dân, tôi biết
biết cô rất rành. Sau khi cô giang nghe vợ anh, cô khóc điên cuồng đem con cô đi bán đè. Và cô bỏ ra đi lang thang từ thuở đó. Còn tôi bồng mi quá ra một tên cường bồ sát nhân. Thật là mười năm tan thương biến đổi, mà ông là người đầu tiên được gặp lại tôi. Còn con tôi đã thất lạc rồi, và anh Diêm Đạt cũng biệt tâm biệt tích. Bạch cầu, ông có biết đâu không? Biết nhưng chưa gặp được. Tại sao? Vì anh còn bận rộn chuyện đường xa. Nhưng cô hãy yên tâm, vì đã có Bạch cầu thay thế anh chăm lo cho cô Trác. Cô Trác? Bạch cầu, ông đã biết rõ họ tên tôi, sao không gọi Huyền Dung mà lại xưng hô là cô Trác? Dạ vì tôi tự xét, tôi tật nguyền quê dốc, không dám sanh ngang hàng với người đẹp như cô. Kìa ông Bạch cầu, ông nghĩ gì mà miên man đâm đuôi? Đôi tay ông lại bám chặt lưỡi dao đồng. Không, ông, máu tay ông đậm ướt, ông đã để dao bên cánh tay ông. Các em hãy vào trong kiếm giải băng bó lại, mau đi. Không, đừng băng bó tay tôi, vì nó chưa đau chưa đớn bằng trái tim tôi đau đớn vạn muôn lần. Nó đau vì bị ép trong lòng mẹ ngực kẻ cơ hàng. Nhịp sống nó cũng chưa chan tràn ý đẹp, nhưng thể chất nghèo không cho phép gây mơ. Do đó mà tim tôi bị dằn vật khóc tha, bị dài dò thấu xuyên. Trong sự lặng thầm chiếu đựng triền miên, không nói không than không quyền thổ lộ, cũng không biết làm gì cho dơ đi nước mắt. Nói thế là ông mang tâm sự kẻ nghèo chịu đựng gian đau. Nhưng hiện nay vàng bạc có nhiều, thì tại sao ông lại buồn lại khóc? Vàng bạc, đây là vàng bạc của một tên giặc cướp mà tôi muốn ném phăng đi để tìm lại mái chùa quan độ năm xưa nằm tựa lưng đồi. Đó là nhà của tôi một thời săn ít nói không cười, để sống tôi được nhìn theo con đường mòn nhỏ đưa tới một túp liều ở phía xa. Tôi chỉ muốn thế thôi, nhưng mười năm qua đã biến đổi mái chùa thiếu là rừng có dài. Và túp liều xưa với con đường mòn cũ cũng bị chôn vùi trong các bụi quang liêu. Tôi còn nhớ hôm xưa có người bán đến nhà,
để nhờ tôi đi bắn một đứa trẻ thơ tâm can. Chừng đó tôi mới biết mới hay, cô hàng xóm ở cuối đường mòn nhỏ đã yêu rồi lấy để khổ cho anh. Và từ đây tôi buồn sầu oán hận, cảm thấy lòng mình sao trống trải cô đơn. Thế rồi cô ấy đi đâu mất, tôi lại trở thành kẻ bất lương. Vì buồn, vì hận, vì thương mà tôi thầm lặng hay vùi chốn trọn đời. Thế ra ông là kẻ bán con tôi. Phải, bắt cầu đã bán con cô theo lệnh ta vì nó đã yêu cô. Anh Diêm Đạt, anh Miền Dung em. Thì ra em còn nhớ tới một thằng anh lận đận đau khổ chỉ vì em mà mang thù suốt kiếp. Xin anh đừng buồn khi được sum hiệp anh em. Sum hiệp này là do một kẻ cô công, mà kẻ ấy là người đã yêu em thật sự. Người ấy là ai? Là Bạch Cầu. Chúa Đồng Bạch Cầu. Không thể được, vì hắn là tên ăn cướp. Phải, tôi đúng là tên sát nhân ăn cướp, thô lỗ tật nguyền và dột nạt sâu xa. Tôi đã thề không nói chuyện tâm tư. Nếu anh thương bạn thì đừng làm cho cô Dung vì tôi mà đau khổ. Tôi lại anh, nhưng tôi với anh là đôi bạn nghèo, nỗi khổ tần sớt vui chia khổ mấy năm trường. Tôi thương anh và đã nguyện với anh rằng khi sống chết không rời xa nửa bước, cơn đói nghèo chính hiện chẳng quên nhau. Và qua đến câu chuyện của tâm tư, tôi đã hiểu anh yêu em tôi nhiều lắm. Cho nên tôi thề khi nào tôi còn sống thì anh với Huyền Dung phải nên vợ nên chồng. Diêm Đạt anh, em xin hứa sẽ nghe anh khi nào em tìm được con em về đoàn tụ. Còn Bạch Cầu này, xin nhận trách nhiệm đem con về với mẹ. Dạ, tôi đi đây. Còn anh, xin anh hãy nghe em mà từ bỏ nghề ăn cướp, quay trở về với cuộc sống hiền lương. Em hãy vào cải giả nam trang và ẩn mặt mau lên. Đây là đâu? À, Diệu Hằng, đây là thạch am của những người sống xa trần tục. Duyên cơ nào nàng lại lọt vào đây? Tôi đi tìm một người quen cũ, tên thợ săn dôi hồi 10 năm về trước. Người đã bán con cho tôi là Bạch Cầu. Đúng, để nhờ một việc làm cho tôi thuốc giải độc để cứu bệnh chồng tôi. Chung Hà Vũ vừa thoát được cái chết do tôi nghe lời tên Diêm Đạt. Mà tên Diêm Đạt nó giống hệt tôi, phải không? Kìa, ông là Diêm Đạt. Phải, kẻ đau quỳ dưới trướng giết Mạnh Hoài, nhưng lại là chúa tể giặc cướp Hắc Nô. Hắc Nô Dương, vậy xin ông cho tôi thuốc giải độc để cứu chồng tôi. Thuốc giải độc à? Xin bà cảm phiền, bởi thuốc đã hết, tôi chỉ còn ba viên để cứu cho bà thôi. Thì ra khi vào đây tôi bị thương. Đúng như vậy, nếu không nhờ thuốc nọ chắc dùng ngàn của bà đã biến thành mặt quỷ rồi. Nếu muốn cứu được người yêu cho sắc diện lại xinh tươi thì làm sao? Xin nhờ ông chỉ giùm tôi. Bà muốn còn chung tình hãy cắt thịt lấy bà diêm thuốc thần cho chồng bà uống liền. Chỉ 10 hôm tỉnh dưỡng, chồng bà sẽ bình phục như xưa. Trái lại, bà sẽ biến thành cô gái quỷ. Cô gái quỷ. Đoàn bò đã phá tan bẫy rập, loạn thảo khấu vỡ tan. Ai, ai núp đó? Tôi. À, chàng thanh niên trẻ đẹp hôm nào đã gặp ta trong ngục, quân trói lại dậy đi. Hà Vũ, hãy dừng luôn. Kìa, Diệu Hằng, tại sao có mặt nơi đây gian sang bọn cướp?
sự của mặt này là do lương tâm tôi thúc đẩy, để cứu người sắc diện đẹp như xưa. Để tôi vui mà xây dựng cơ đồ, và ta thành duyên tư với những ai son sắc đậm đà. Nàng muốn nói gì đây mà thốt nên lời lắm đi? Tôi muốn có bình người bằng chung thuốc chờ trên tay. Nếu người muốn biểu lộ lòng tha thứ thì uống đi cho tôi được yên tâm. Hà ơi, tôi mệt quá rồi con ơi. Con cũng mệt nữa. Sáng giờ không có gì ăn, vỏ không gạo, lưng không tiền, mà té biểu trốn đặng chết đường chết xa. Vậy cho ông công sao được? Mình đã lỡ chạy rồi, bây giờ mình trở về ông tể tướng gặp mặt là ông chặt đầu sao? Mình khổ như vậy mà chị Mỹ Duyên đâu mất à? Con Duyên hả? Con Duyên thì tia đã bảo nó đi ở mương đã năm hôm, lo kiếm tiền mua gạo mua cơm cho được cái thân nó, còn tia con mình rồi sẽ liệu toan tìm việc khác làm ăn. Chị Mỹ Duyên kể những ăn phần riêng, thân con biết phải làm gì để tia khói như vậy. Tia thì còn đủ sức để kiếm con, nhưng vì tía sợ quan quân nên phải đi đổi khác trên đường, e lắm bệnh bất thường. Con đừng buồn để tía đi xin tạm, mà đem cơm về con ăn. Xin cho ba tánh hay, bọn giặc cướp hắc nô đã bị phá tan xào huyệt, đoàn quân chiến tăng kéo về, hoàng tay tú qua đi, hãy dẹp xa thấy. Tránh con ơi, tránh! Họ đi ngã sát đó ơi! Đâu? Kìa, có người nào đi sau chú? Chứ mình như chú Bồng! Chú Bồng ơi, chú Bồng! Phải thị đó không thị? Ê, ra ra! Bản mặt mày giống cái thằng hôm trước, mày đã hỗn xược một lần, bây giờ lại nhìn ẩu con tao hả mày? Ê, xin lỗi bè bạn, nó là con cháu của tao, mày muốn biết thì mau hỏi nó. Tiếc, chú Bồng là chú của con thiệt. Ẩu, chú có nghĩa nó là em ruột của tía mày. Mà tía thì chẳng bao giờ mà con quen lên với y, cơ sao lại xưng chú ai ở đây khi quả mày là con tao. Con của mày hồi nào tao dưỡng nuôi trong nhà, nhưng bây giờ nó thuộc về tao, xin nó khuyên là mày chớ ấu mà quy. Tôi con cúi xin ai bên chớ gây để nghe lời con phân, bên này tía con bên kia chú con, để chia đồng hai bên. Tía của mày chính thị là tao, chú của nó chính thị là tao. Nếu tía hiểu như chú tía thì con làm sao? Mày buông thằng kia thì là em mà. Con biết tía bên nào? Tao khổ do con nhiều phải về tao. Ba người ta nó bắt tôi. Trời ba ơi, tôi ra. Ba người ta nó bắt con tôi. Rửa theo mau bố, thiên hạ nó bắt cháu tôi rồi bố. Chiều dần cánh chim hai hùng mịt mùng màu trắng mơn mông, chim chiều ơi thôi đừng bay lẻ loi giữa trời, biết về đâu tuyết lạnh rơi ướt cánh chim. Chiều tàn
sống tàn. Đường giả bằng hàng sâu rừng thâm, lắm nghe tiếng hờn gió đều náo lùng, dường như than khóc chim chiều. Khóc cho ai hay là khóc cho ta? Ông bắt tôi đi đâu, đem tôi về đâu? Ở đây tôi sợ quá hả? Đừng, đừng sợ con. Không, ông phải thả tôi về. Con về đâu bốn bề rừng núi? Ta về đâu thạch đồng điêu? Chim hải hùng mịt mùng màu trắng mơn mông, kìa con có đọc được gì trên gia thú? Cáo lệnh. Có lệnh của thái thú truyền rằng xào huyệt của bọn cướp thắt Ngô Dương bị ta phá vỡ, một tên thuộc hạ xa lưới sẽ bị xử giáo chiều nay tại chân rừng Băng Sơn. Nhưng nếu nạp trả cho thái thú một bé gái tên Hà Thủy trước giờ dậu tại pháp trường, sẽ đổi mạng cho tên tử tội. Thái thú thiết kỵ tiên phương, cáo lệnh. Dạ, con có thấy gì không? Sợi dây trụ đó. Đúng, đó là cực hình để treo cổ một người, mà con là kẻ cứu cho họ sống, vì người đó là mẹ ruột của con. Thôi, hai lái tán ra này ngồi chờ giờ dâu. Đã khởi đầu giờ dâu, hãy truyền gọi ba lần. Có ai đem đến đây giao hoàng bé Thủy không? Có. Bé Thủy đâu? Bẩm thái thú, trước hết kẻ này muốn xin điều kiện là cho tôi thay mặt dư đảng tôi. Không, ta truyền hủy bỏ cáo lệnh và khởi án gia hình. Không dây xuống. Chờ. Kìa, Bạch Cầu, sao cũng có mặt nơi đây? Đừng thổ lộ những điều gì cần giữ kinh. Thử coi tôi như một thằng tù bè đáng rơ hắt nôn. Không thể chất, xin đừng bi quan tuyệt vọng. Nghĩa là sống nhờ đứa con đổi mạng, nhưng sống đây rồi đứa trẻ sẽ ra sao? Được theo ta không ai về tay kẻ nào, mà ta ngậm miệng không được quyền nhìn nó. Giang ra, treo cổ nó lên. Vâng, cả không đừng kéo gì thất cổ một quan tình. Kìa, mẹ cha em vậy xin lại các chú thương em mà tha bỗng người kia, để chú em chưa gặp gỡ đến sinh thành, mà từ bao giờ em cũng được tiếp. Được, ta đi báo tin cùng thái thú. Con có biết tôi không? Chú sắp bị người ta treo cổ, nhưng tôi là ai? Người là phải, tôi là người là ngày nay, nhưng con có nhớ chăng người thiếu phụ hôm xưa rách rưới cơ hàng, ta xin ở nương tại nhà con để nương tựa
con từ thuở bé, con nhớ lại mái nhà xưa nơi mà hàng ngày con ra vườn câu cá và cùng chú mầm lụa nghịch vui chơi. Nơi mà cha con ta sống những ngày hiu quạnh đơn côi, nên cha tìm mướn người săn sóc, nhưng chẳng mãi chuyển đời bất đắc xui cho mình tan nát gia can. Rồi cha vươn lấy dòng lao lý thân trẻ lạc loài khắp bốn phương. Bao ngày cha nhớ cha thương, hôm nay đoàn tụ sau con trong mình. Thôi, ông đừng nói dằn dai, mau truyền lệnh thả ông kia lập tức. Được, hãy lui hết ra, và tên tử tội được ra về thử tiền. Con, cha là cha của con đấy. Nhưng ông có biết mẹ nó hiện ở đâu, lòng cao hay chòi la? Thôi! Nếu ông không biết thì tôi xin chỉ mẹ của con ông là một dự đảng tiếc bằng. Đã khúc con ba mười năm trường, nó mặc áo bất lương, thân chịu nhiều tai ương. Mì nói sao? Rừng sương trong một buổi chiều vàng, nó đứng khóc lặng thầm để đợi dòng dây buông. Rồi khi được thấy con thì ngang trái đến ăn đường, nước mắt nó tuôn tràn túi phận hèn thương con. Mi không chỉ quyền dung đâu, lại nức nó nghẹn ngào. Như có bí ẩn gì, cứ tỏ bài ta nghe. Dạ xin thầy thu nghe tôi, kẻ ấy khóc cho mình vì tuổi phận đê hèn, không dám nhìn con trẻ. Nghĩa là chú nói kẻ ấy chính cha con. Không đổi một kẻ tanh hồi, để tôi trở về tanh hồi. Bẩm thái thú, người ấy là Trác Huyền Dung, mẹ ruột của đứa con không mẹ. Thật sao? Hà Thủy con, mau theo cha đi tìm mẹ. Họ đã đi đoạn tú, còn ta đi theo bông chiều đổ lạnh xuân băng sơn. Quý vị và các bạn vừa nghe vở cải lương Chiều lạnh tuyết băng sơn của tác giả Vũ An. Chương trình sân khấu truyền thanh tối nay của Phát thanh Đồng Tháp cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thứ năm tuần sau. Thân mến chào tạm biệt. Bóng đêm về cuối thôn buồn em chờ. Ô, trời nhắc nhớ chi ngày quen biết ông. Có lúc hối tiếc mối duyên tình lỡ yêu rồi. Từng sau khi có anh đã về, và từ đây nỗi duyên tình ta đắm say. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi, nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Gặp lại nhau.
sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc? Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mê hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa ý xa thầm muôn trùng, sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi, nói ra thêm những ý nghẹn lời, đời anh nay đã nghĩ chết rồi tình thương. Càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Đừng khóc nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên, khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quan. Hãy chúc lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương, người mà không biết yêu đương ngàn năm khắc phải nghe muôn đường khổ đau.